Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, thì như đã nói trong thời gian qua thì mình cứ nói là tiểu bang này, tiểu bang kia đưa ra những cái giải thưởng để mà khuyến khích người dân đi chích ngừa. Nhưng mà mình chưa nghe ai trúng thưởng hết. Thì ngày hôm qua, tiểu bang Ohio là tiểu bang đầu tiên đã đưa ra cái giải thưởng này đó, đã công bố tên của hai người được trúng giải đầu tiên. Đó là cô Bergensky, sống ở thành phố Silverstone của tiểu bang Ohio, trúng 1 triệu đô la. Và như đã nói thì tiểu bang Ohio đưa ra sẽ có 5 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 1 triệu đô la. Thì cô gái này 22 tuổi là người trúng giải đầu tiên 1 triệu đô. Ngoài ra đó thì những người 18 tuổi trở xuống mà đi chích ngừa cũng được giải thưởng nữa. Thì cái giải thưởng này sẽ là để dành cho cái tiền học phí trong 4 năm bao trọn hết, từ chi phí ăn uống học hành đủ hết ở ở Doms vân vân. Thì cũng ngày hôm qua thì anh đó là Joseph Costello sống ở Eaglewood của Ohio cũng đã trúng được cái giải dành cho người dưới 18 tuổi. Như vậy rằng là cái chuyện mà các tiểu bang đưa ra cái phần thưởng để khuyến khích người dân đi chích ngừa đó là có, cho nên là mà cái cơ hội để trúng giải này thì nó thấp hơn rất là nhiều so với cơ hội nhiều cao hơn nhiều so với lại những người mà mua loto, super loto gì đó, bởi vì nó giới hạn trong số những người đi chích ngừa thôi. Cho nên một lần nữa quý vị hãy nên đi chích ngừa trước, là để bảo vệ cho mình, rồi để bảo vệ cho những người xung quanh, và nữa lại mình lại cấp một cái cơ hội để trúng một số tiền. Chúng ta là cà phê sáng nghe, cho nên có những chuyện mà chúng ta có thể hỏi được phải không? Thưa cô Ngọc Lan, cô theo dõi nhiều tin tức Việt Nam đó, cô có để ý mấy cái tin mà mấy ngày hôm nay nó ôm xùm ở trong nước về cái vụ Hoài Linh với là 14 tỷ đồng? Có. Chuyện đó là sao? Thì trong chương trình cà phê sáng của mấy ngày trước thì Ngọc Lan cũng đã có nói rồi, tức là nó liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng, bà đó là CEO của công ty Đại Nam. Dạ không, thì bà này nó khởi nguồn từ bà này, bà Nguyễn Phương Hằng đại loại là một cái người phụ nữ có tiền, rất là giàu có nhiều cái kinh doanh này kia. Thì bà này trong 2 tháng trước là bà bắt đầu khởi sự bằng cái việc bà đi tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Ông Võ Hoàng Yên là chuyên môn trị mấy cái gọi là bằng cái xoa bóp mà trị những cái căn bệnh gì khó chữa, thì cũng rất là sôi nổi, bà tố cáo ông này là giả. Rồi từ ông Võ Hoàng Yên đó, bà bắt đầu bà liên tục livestream và bà kéo theo những người nghệ sĩ nổi tiếng. Và rồi bà sẽ khui ra cái đời sống bên đằng sâu của ánh hào quang. Thì một trong những người bị bà khui ra đó là nghệ sĩ, diễn viên hài Hoài Linh. Bà nói rằng là hồi kỳ trong cái trận lũ lụt miền cứu Trung trợ. Thì Hoài Linh đã kêu gọi người dân đóng góp và đóng góp để cho anh cái khoản đó là gần 14 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng hơn 600 ngàn Việt Nam. Thôi khoảng hơn 600 ngàn đô la, xin lỗi, 600 ngàn đô la. Thì rồi cho đến bây giờ đó thì cái số tiền đó chưa được chuyển đến tay của những người cần. Và cái vấn đề người ta đặt ra ở đây là bây giờ đó là nói là một miếng khi đói và một gói khi no. Mà 6 tháng đã qua rồi thì đó là cái ôm xồm là như vậy. Khó. Thưa quý vị, đây là cái bản tin của KTLA 5 cho biết là trong vài ngày sắp tới, nhất là tới cái ngày mà Memorial Day là thứ hai tuần tới đó, tại miền Nam California không mà thôi, tổng số người mà bắt đầu lái xe ra đường đi chơi là 2.800.000 người. Trong khi đó thì cái hệ thống Airbnb, chúng ta biết là thường thường bây giờ nước Mỹ mà đi đâu cũng vậy, nó có Airbnb là cái nơi mà chúng ta có thể mướn một căn nhà để cho cả một gia đình ở trong đó, 4 phòng, 3 phòng, có hồ bơi vân vân. Thì Airbnb loan báo rằng mặc dù là các nước Âu Châu và nước Mỹ cái vấn đề mà Covid-19 có giảm, theo cái thống kê của WHO
trong tuần lễ vừa qua là giảm 14% trên toàn thế giới. Nhưng mà Airbnb vẫn nhắc nhở mọi người rằng cái quy định của Airbnb đó, từ giờ cho hết mùa hè năm nay, tất cả những người mướn nhà của Airbnb để đi chơi đó, thì tuyệt đối không được tổ chức party. Tức là không có cái màn mà tập trung đông rồi xong nhảy nhót rồi uống rượu rồi ca hát. Trước kia thì họ cho, nhưng mà bây giờ họ bảo cho tới hết mùa hè cái đã. Thì đó là lời nhắc nhở để chúng ta biết. Dĩ nhiên là những người mà đi mướn Airbnb bây giờ thì trong cái hợp đồng họ có ghi rõ cái đó, nhưng mà cũng phải loan báo. Họ bảo rằng phải nói cái này, bởi vì nếu không những người vi phạm sẽ bị phạt, và thậm chí là có thể với những cái thành phố, những tiểu bang và những cái quốc gia mà chưa có giải tỏa cái lệnh giãn cách xã hội đó thì nó còn gay gắt hơn nữa. Tôi không biết là California bây giờ những cái cuộc tập trung ăn nhậu, tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi hoặc sinh nhật mà lên tới vài 300 người nó có cho chưa, không biết California. California đến bây giờ cũng chưa có mở cửa hoàn toàn, và nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức là 50% thôi bác Thái. Cho nên là thấy nhiều nơi đó nó vẫn chưa trở lại. Ngọc Lan nghĩ là chưa thấy cái chỗ nào. Mình chưa có đám cưới đám hỏi gì tại quận Cam này cả trong những ngày vừa qua. Theo cô Linh Đàm phóng sự bên ngoài đó, các tiệm mà họ có nhận làm đám cưới 300-400 người bây giờ. Bây giờ đó, tại vì Ngọc Lan có cái người quen đi tìm một cái chỗ mà đặt tiệc bây giờ đó thì rất là khó, là bởi vì họ nói là cái chuyện mà mở cửa hoàn toàn chưa có là cái thứ nhất, nhưng mà cái quan trọng hơn á là tìm người phục vụ không có. Cho nên là nhiều nhà hàng họ vẫn chỉ tổ chức như mở cửa để bán thức ăn thôi, còn cái tiệc cưới thì mình chưa có nghe báo cáo nhiều. Thưa quý khán giả, cái con số chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh trung bình của một người đó, là vào khoảng từ 98 điểm, phải không? Thì bản tin sáng ngày hôm nay của hãng thông tấn UPI cho biết là có một cô bé gái 2 tuổi thôi, sống tại Los Angeles, miền Nam California, đã có được cái chỉ số IQ là 146. Nếu chúng ta biết 146 mà cao tới mức độ nào đó, thì chúng ta so sánh thế này, Einstein là một nhà khoa học lừng lẫy của nhân loại, phải không? IQ của Einstein là 160. Cô bé 2 tuổi này 146. Thì bố mẹ cô bé, tên là Cash, nói rằng cô bé này vừa mới được nhận vào thành hội viên của Mensa. Mensa là một cái tổ chức của IQ mà được xem như là lâu đời nhất của thế giới này. Tức là những người nào được nhận vào hội viên phải có số IQ cao ghê lắm. Cháu bé 2 tuổi này bây giờ có khả năng đọc nguyên cả một câu văn dài bằng tiếng Anh, và đếm từ 1 tới 100, và biết được tên của 50 tiểu bang ở nước Mỹ. Wow. Bây giờ cô bé đang học tiếng Spanish. Theo lời bố mẹ, cô bé nói rằng cứ mỗi ngày thức dậy và những ngày cuối tuần thì cô bé hỏi rằng đưa ra những câu hỏi để bố mẹ gọi là hướng dẫn cho học. Thì bố mẹ bảo rằng may mắn là một mặt thì có cái chỉ số thông minh cao như thế, một mặt học giỏi hơn người khác như thế, nhưng mà mặt khác cô bé này vẫn giữ được cái sự hồn nhiên và có những cái trò chơi của một đứa bé 2 tuổi, chứ không tới mức độ là vì IQ cao như vậy mà mất đi cái tuổi thơ của em bé. Giỏi thật, 146. IQ của tôi có 11 rồi. Thôi đi. Thật đấy. Tôi biết tôi làm nhiều cơ sở, bảo tại sao ông có thể mà rốt như thế, không biết nhiều chuyện như thế. Tôi bảo IQ tôi có 11 thôi. IQ trung bình của mỗi người là trung bình là 98. 98, cô bé này 146. Nhưng mà theo như mẹ của cô bé này nói là cũng bố mẹ cũng phải mệt mỏi, với lại khi có một đứa con là thiên tài như thế, là bởi vì phải đi tìm cái nơi nào để người ta nhận dạy nó, hoặc là phải chăm sóc nó làm sao. Nhưng mà vẫn hy vọng rằng nó sẽ có một cái đời sống của một đứa trẻ bình thường. Cô nói là may là bố mẹ này cũng bị vất vả với đứa con mà thiên tài đấy. Một ông vợ, ông chồng mà lấy nhà một bà vợ thiên tài thì vất vả lắm đấy nhá. IQ bà vợ mà lên tới 600 mà chồng có 11 thì chết, không được. Cảm ơn bác Thái đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và kính chúc quý vị một cuối tuần của lễ Memorial thật là bình an. Chào tạm biệt quý khán giả và chào cô Ngọc Lan.